Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay anh em đã nhận hết quà cho anh em. Thì anh em mới vô nhận được 800 điểm Super Core và 140 điểm UCL Bond cho anh em, là điểm Champ League anh em. Đó. Thì hôm nay cái chính là gì anh em? Là mình sẽ cập nhật cho anh em cái phần mà phần thưởng mới trong cái phần mà Head to Head VS Stat và Manager Mode cho anh em. Đó. Nhìn chung cái này cũng khá hấp dẫn, nhưng mà cũng khá gọi là gì anh em? Gọi là khó cho anh em. Thì bây giờ ok anh em, mình sẽ vô gọi là chi tiết đọc cái phần update mới của FIFA Mobile anh em ha. Nói chung phần này thì sáng giờ đọc từ sáng rồi, tại vì do mình bật lắm mình không có cập nhật cho anh em được. Thì ok anh em, thì bây giờ đọc sơ qua cái bản cập nhật cho anh em ha. Thì bắt đầu vô là: xin chào cộng đồng FIFA Mobile, hành trình đến với nhà vô địch FIFA của bạn bây giờ trở nên ly kỳ hơn bao giờ hết. Đó là chơi VSS nè, Head to Head nè, Manager Mode nè. Đó, cập nhật chính là kiếm được mã thông báo chính thức sau mỗi trận đấu thủ phân hạng. Đó, mã thông báo người chơi thách thức có thể sử dụng để nhận thưởng nè, chẳng hạn như vật phẩm chuyển giao nè, huấn luyện nè, và vật phẩm người chơi nè, có như cái chuyển trend anh em. Đó, có khả năng kiếm thêm xu nè, kiếm thêm coin anh em, vật phẩm người chơi hoặc tài nguyên sau những mỗi trận đấu đối thủ phân hạng. Cập nhật phần thưởng cuối mùa, có nghĩa là anh em đã xong phân hạng đó là được cập nhật phần thưởng mới nữa anh em. Đó. Cập nhật phần thưởng khuyến mãi nè, biểu trưng xếp hạng hàng đầu với cho tấn công VS Touch và Head to Head, đạt nâng cao cho nhà vô địch. Đó, nói chung á là cái này á, mình chơi VS Touch, Head to Head và Manager Mode sẽ có những điểm challenger chứ anh em, challenger token đó, để cho anh em đổi quà trong store. Đó, và nó phân hạng như anh em, phân hạng theo cái từng cái rank á, ở rank anh em chơi á. Đó, World Class này là Legion hoặc là Champion nè. Đó, thì tùy theo nha anh em. Cuối mùa xếp hạng rồi sẽ có điểm. Còn anh em chơi mỗi trận đấu mỗi ngày á thì cũng có điểm anh em, nhưng mà nó giới hạn cho anh em là 15 trận đấu thôi. 15 trận đấu là có cái điểm Challenger Token. Đó, là cái điểm đó, là anh em dùng điểm đó để anh em đổi quà trong store nha anh em. Và có một cái thú vị nữa. Cái thú vị của cái này là gì anh em? Là anh em, nếu anh em vô địch sau 28 ngày anh em. Sau 28 ngày nha, là anh em sẽ được điểm, có một cái điểm gọi là Trophy Token. Đó, cái điểm đó là dành cho nhà vô địch thôi anh em. Dành cho nhà vô địch thôi. Đó, anh em có ba cái đó thì anh em sẽ đổi được một người chơi là over 101 cộng. Đó, hên xui nha anh em. Nói chung nó hơi khó nha, nếu anh em vô địch đó. Đó. Còn nếu anh em bình thường xếp hạng như nếu mình nói đó, World Class mà, hay là Legion nè, hoặc là Champion nè, thì cái đó thì khác anh em. Để em sẽ tùy theo anh em xếp hạng nha, đến cuối mùa nha. Còn anh em chơi mỗi trận đấu mỗi ngày á, là 15 trận đấu, giới hạn 15 trận đấu cho anh em. Đó là anh em sẽ có những vật có điểm Challenger Mode, Challenger Token, để anh em vô store, anh em mở cầu thủ, mở điểm chuyển rank. Đó, ngon anh em, hoặc thêm được coin nữa. Thì chung là lắp ráp cái này cũng hơi căng anh em, thật sự hơi căng nha anh em. Thì cái này mình nói sơ qua cho anh em trước là trên trang FIFA Mobile thông báo như vậy thôi. Thì bây giờ mình vô cái game, mình nói cụ thể hơn cho anh em ha. Cái game thì cụ thể hơn, cái này nó chỉ nói thôi, nói sơ thôi. Thì nó cũng hơi khó hiểu chút, dịch ra gần bằng Google anh em. Đó, Google dịch đó. Thì ok anh em, bây giờ mình vô game ha, để mình xem nó như thế nào. Đây, mình sẽ vô cái phần Division Rival, là cái phần mình đã VS Touch nè, đã Head to Head nè, đã Manager Mode nè. Đây, mình sẽ vô phần VS Touch trước cho anh em ha, để xem nó từ từ cho anh em, xem nó dễ hiểu hơn. Đó, bây giờ mình vô VS Touch ha. Nói chung mạng nó hơi chậm xíu nha anh em. Thì cái này nó cập nhật cái điểm thôi. Đây, giờ mình sẽ vô phần chỗ cho anh em xem để như thế nào, nó sẽ cập nhật như thế nào cho anh em. Đó, như mỗi một cái phần khúc mà phần thưởng là sẽ có phần thưởng riêng như này. Thì cái này anh em biết rồi ha, R2, R3, World Class nè. Đó, cái điểm cái bên là điểm Challenger Token. Đấy, anh thấy không? Đó, Champion, mình đang ở phần khúc Champion sẽ được 900 điểm Challenger Token. Nếu mà đến hết cuối mùa thì vẫn còn Champion, và sẽ là được 5 cầu thủ over 104 top wood. Đó, hên xui quay anh em ra anh em. Đấy, 3.000 điểm trending, 3.000 điểm chuyển trend anh em, và 3 triệu coi. Đó, ở mức Champion. Mấy mức kia cũng như nhau anh em, mức Champion 2, Champion 1 cũng vậy rồi. Chỉ có điều là nếu mà anh em vô địch thì nó sẽ được một cái điểm Trophy Token. Đó, cái điểm này á rất là quan trọng.
được đổi được một cầu thủ gọi là over 111 cộng. Đó. Thì cái này thì hơi là khó nha anh em. Đây, điểm Challenger Token. Mình đang có 50 điểm nha anh em. Nói chung anh em nó cho giới hạn anh em chơi 15 trận có điểm này thôi. Nghĩa là mỗi ngày chơi được 15 trận có cái điểm Challenger Token này thôi. Còn ngoài ra thì anh em không có điểm này ha. Đây, cái điểm chốt phải Token này đây là quan trọng. Nếu anh em vô địch nha anh em, vô địch sau khi 28 ngày xếp hạng xong. Đó. Cái này hơi căng anh em. Cái này thì cho những anh em tay to hoặc là những anh em có đem ô đội hình chất lượng thì cứ leo lên được thôi. Đấy. Ok. Tiếp theo là mình sẽ vô phần head to head cho anh em. Phần này cũng như y chang phần VSTOT luôn, phần tưởng y chang vậy luôn. Chỉ khác đều là phần nó là head to head thôi. Đó, thì cho anh em xem sơ thôi. Không phải sơ cho anh em thôi chứ y chang nhau hết em, không khác gì khác đó. Để vậy mình đang ở mức Champion 3 được 900 điểm Challenger Token khi nào mà xếp hạng cuối cùng. Đó, y chang không khác gì anh em. Phần tưởng y chang thôi. Thì cái này á mình đã thử hai trận thì nó cho điểm Challenger Token, nó không cho điểm Starbucks nữa anh em, điểm Starbucks nữa. Thì không biết là sau 15 trận đó nó có cho mình điểm Starbucks nữa không. Thì mình chưa đá anh em, tại vì 15 trận hơi nhiều anh em. Mình chưa thời gian mình đá nữa. Tại vì nó giới hạn cho 15 trận cho điểm Challenger Token thôi. Nên mình chưa đá sau 15 trận thì nó có cho điểm Starbucks lại không. Đó. Thì một số anh em cũng bình luận là sao điểm Starbucks của em giờ đá hay chứ không có nữa. Thì mình cũng chưa biết nữa, để mình đang khi nào mình đá xong 15 trận đi mình cập nhật cho anh em. Chứ giờ 15 trận đá hơi phê nè, thật sự có thời gian đá mới được. Sau 15 trận thì nó có cho điểm Starbucks lại không. Còn này là Manager Mod thì điểm ít hơn nè. Manager Mod thì nó không có đá nhiều thì là thả auto thôi nên không có điểm nhiều. Đấy thì ok anh em. Xong phần VSTOT, Head to Head và Manager Mod là những phần để mình đá, để mình kiếm điểm nha anh em. Kiếm điểm Challenger Token và điểm Chopfire Token. Thì bây giờ mình sẽ vô store nha anh em, cho anh em cái phần thưởng nó như thế nào, đồ quà như thế nào. Đó. Thì này chắc một số anh em biết rồi, là sáng giờ bận quá mình không làm cho anh em được. Nó có tuần qua đêm qua đó. Đó, sáng nay nó cập nhật rồi. Thì ok anh em, mình bây giờ mình đang vô store nha anh em. Hãng hơi lót chậm xíu nha anh em. Đó, vô store. Mình vô cái phần mà lấy điểm Challenger Token và Chopfire Token đổi như thế nào. Đây. Vô phần Event Shop, nó có phần đầu tiên luôn, Division Rival. Đó, đầu tiên là mình sẽ dùng 150 điểm Challenger Token để đổi 300 cái điểm chuyển đen một lần. Đó. Cái này hình như nó cho mình 30 lần anh em, đổi được 30 lần. Đó. Thì nói chung anh em cứ dùng cái điểm này là mình đổi thôi. Rất là đơn giản. Nhưng mà nó giới hạn cho mình một ngày có 15 trận có cái điểm này thôi anh em ơi. Nên anh em không đá hơn được. Đó. Tiếp theo, anh em sẽ dùng 200 điểm Challenger Token để đổi một cầu thủ top wood over 102 cộng. Tiếp theo là 400 điểm được cầu thủ là 103 cộng top wood. Đó. Và tiếp theo dùng 3 gái Chopfire Token đổi cầu thủ 101 cộng nha anh em. Đó. Những cầu thủ này có thể là cầu thủ top y. Đó, mà không có là một cầu thủ gì đó. Nói chung là nó có chưa thông báo là có thông báo nhưng mà cầu thủ thì chưa có biết cầu thủ nào nè. Đó. Thì hên xui thôi. Thì ba cái này thì hơi khó nha anh em. Ba cái này hơi khó nha, vô địch đó nha. Đây, dùng 10.000 điểm Challenger Token thì đổi được một cầu thủ 100 over 10. Đó. Cũng ngon anh em, cũng ngon nhưng mà cũng hơi chua anh em. Mình đá hết VSTOT nè, head to head nè. Đó, rất là nhiều. Này là 4.000 điểm nha anh em. Đổi cầu thủ over 109 cộng. Thì nhìn chung cái này anh em phải xuyên đá thôi. Xuyên đá VSTOT và head to head Manager Mod nữa. Còn này 1.500 điểm thì được cầu thủ 106 cộng. Nói chung thì cái này á, cập nhật ra cho anh em thì cái mất cái điểm Starbucks anh em, điểm Starbucks thì mình nói hồi nãy đó, nếu mà sau 15 trận không biết nó có cho lại điểm Starbucks hay không thì mình chưa biết, tại mình chưa có test cái này thì mình mới đá có 2-3 trận thôi. Đó thì ok anh em, hôm nay là một clip gọi là cập nhật cái update mới trong cái phần mà kiếm thêm điểm để kiếm thêm cầu thủ cho anh em. Đó, nhìn chung thì mình đánh giá cái này nó hơi chua anh em, đá hơi phê anh em, thật sự hơi phê anh em. Kiếm điện thì cũng khó nữa. Đó, thì ok hôm nay không em. Thôi anh em cố gắng thôi, chứ bây giờ nó update rồi. Không có điểm Starbucks nữa rồi. Thì giờ anh em hãy cố gắng đá thôi. Đó, thì ok anh em. Anh thấy clip này hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.